xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Thế Giới Đồ Gỗ. Và hiện tại ở đây thì em đằng sau em đây, em vừa đi bàn giao tại thành phố Tuyên Quang các bác nhá. Anh em đã phải đi rất chi là từ sớm mà đến tầm trưa mới đến nơi. Và hôm nay thì em cũng giao được một bộ bàn ghế cực kỳ đẹp với diện tích không gian phòng khách cực kỳ đẳng cấp các bác nhá. Thì anh chị em mình và các bác thì đi vào trong đây thì có thể là xem được bộ sản phẩm khi mà nhà anh Hiếu lựa chọn sản phẩm này có cái điều gì nữa các bác nhá. Đây. Thì hiện tại đây là cái căn phòng khách của nhà anh. Và các bác có thể thấy đây là một kiểu dáng thiết kế kiểu tân cổ. Và các bác cùng gặp em về gia chủ đây. Đây. đây là gia chủ các bác nhá. Thì hiện tại đây thì anh Hiếu có thể giới thiệu cho các bác cũng như là cái diện tích nhà mình khoảng 30 mét vuông để có thể kê được vừa bộ bàn ghế anh. Diện tích nhà mình tới đây là 36 mét vuông. Đấy là chỉ riêng phòng khách. Riêng phòng khách từ cái kệ hắt ra là 36 mét vuông. Vâng, thì khi mà anh sở hữu bộ này thì cái cảm giác của anh đến thời điểm bây giờ như thế nào? Cơ bản là đã ưng thì sắp xếp nó phù hợp với không gian diện tích nhà mình. Vâng. Hay là nó rất là phù hợp với cái giá tiền. Vâng. Thế thì nhà mình đã lên tận sửa bên cơ sở cho anh? Mình lên cơ sở để tham quan và thế thì khi mà anh lên tận sửa này thì cái cảm nhận của anh khi mà đi tận cơ sở nó sẽ như này. Đối với cơ sở thì tôi thấy sản xuất rất là chuyên nghiệp và uy tín. Và số lượng bàn ghế cũng rất nhiều. Vâng. Với số lượng công nhân cũng rất đông đảo. Hôm qua là anh xuống từ mấy giờ này? Hôm qua mình ở nhà đi là 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ trên đường đi sáng xuống đến nơi thì cũng 9 giờ. 9 giờ? Mất 3 tiếng di chuyển. 3 tiếng di chuyển. Nói chung là nếu đi thẳng thì khoảng 2 tiếng thôi. Vừa đi vừa ngóng cảnh. Nói chung là đi chơi luôn, nên là lại chơi luôn anh nhỉ. Đấy thì khi mà cái chế độ cũng như là khi anh đến tận sửa và các anh em đã tiếp đón anh thì anh có cái điều gì khó khăn hay là có cái điều gì cần góp ý thì để có thể là góp ý cho em ngày càng phát triển được không? Nói chung là anh em đủ, anh em rất là chuyên nghiệp. Nói chung là từ mình xuống qua cho mình xuống thì anh em đón tiếp rất là tình. Chỉ là mình muốn đi tham khảo tìm kiếm trên mạng thôi, cũng không phải là có ai biết cả. Đấy. Qua các cái Facebook, Zalo mình biết nên là về địa điểm sản xuất luôn. Dạ vâng. Nghĩa là mình vô tình mình đang cần lướt mạng để lướt mạng vô tình ở thầy. Đấy, đấy gọi là cơ duyên thôi. Nếu qua đi đấy là mua ngay và mình xuống là thấy ưng đấy là lấy ngay. Anh chốt bộ này khoảng 30 phút là nói chung là từ lúc mình xuống đến lúc cho xong thì khoảng giờ tiếng à, tiếng đồng hồ thôi, một tiếng đã cho xong rồi. Vâng thì chẳng có điều gì hơn thì hôm nay thì em cũng có duyên lên tận nhà mình cũng như là để bàn giao và vào trong khu di tích của anh thì cực kỳ đẹp và đẳng cấp thì em cũng chẳng có điều gì hơn. Chúc anh chị và gia đình luôn luôn là mạnh khỏe, công việc thì vận bùng xuôi gió và ngày càng gặt hái được nhiều thành công anh ạ. Chúc anh em Thế Giới Gỗ Đồ Gỗ là luôn làm ăn phát đạt. Dạ. Vâng ạ. Thì cũng là cho em đôi chút cảm nhận cũng để review qua bộ bàn ghế này nhá. Vâng các bạn ạ, thì hiện tại đây thì các bạn có thể thấy này, với cái diện tích 36 mét vuông của nhà anh Hiếu thì để mà kê một bộ sản phẩm này và kèm theo lối đi, đây là một bộ sản phẩm cực kỳ thoải mái với diện tích là 36 mét vuông. Để mà kê được một bộ rơi vào 36 mét vuông thì nó to hơn một tí thì có thể là rơi vào tầm bộ khủng một tí, nhưng mà đây là anh lựa chọn làm sao cho nó hợp lý với cái đường đi và cũng như là tất cả từ cái bối cảnh cũng như là trang trí ấy. Các bạn có thể thấy này, từ những cái thiết kế của anh từng chi tiết một và anh đã thiết kế theo cái khuôn mẫu rồi, chuẩn là khuôn mẫu rồi, từ bức tranh nhỉ, những bức tranh tài liệu các bạn có thể thấy ở góc bên kia rồi. Bức tranh thế kia anh thiết kế theo làm cái kích thước của anh luôn đúng không anh? Được, cái thước đóng mình đóng luôn. Đóng luôn đấy, đóng luôn cho kích thước đấy các bạn. Và cũng như là không gì mà bộ hoàng gia này rồi. Bộ hoàng gia này thì với kiểu dáng thiết kế nhà tân cổ cũng như là hiện đại với toàn bộ những diện tích không gian thì sẽ kê rất là phù hợp các bạn. Đây, từ những cái mẫu lối này thì theo cái lối đục tỉa hoa hồng bên cơ sở em này. Đấy, toàn bộ anh em có thể thấy đây, lọc thủng và đục tỉa cực kỳ sâu. Và bộ này thì anh lên tận xưởng là anh ưng luôn, không qua gọi là anh có liên lạc qua ai không, là đến tận xưởng luôn, đến tận xưởng luôn. Đấy, các bạn có thấy đây, bộ này thì gồm có 6 món thôi. Hàng thì hàng bên cơ sở em đang được làm là hàng cốt tranh 4 ván 2. Đấy, hàng dày các bạn nhé, hàng cốt tranh 4 ván 2. Còn bình thường nếu như mà các bác nào mà đang muốn làm hàng
có thể là dày hơn một tí thì có thể là làm và đặt riêng. Còn đây là một bộ sản phẩm hàng của trên Bùi Văn Hai đang được các bác khách lựa chọn rất là nhiều, và đây là tay đặt liền hơn một khối này đấy, bàn to bàn rộng, và để có thể kê vào trong này thì các bác nào mà thực sự lựa chọn những bộ này thì cực kỳ hợp lý các bác nhá. Đó thì các bác nào đang quan tâm nhá, liên hệ trực tiếp cho em cơ sở dọn để dưới góc màn hình rồi. Có địa chỉ cơ sở em ở đối diện công ty Hải Giang, Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội, và em bên cơ sở em sẽ khuyến khích tất cả các bác đến tận xưởng trải nghiệm cũng như là như anh Hiếu để có thể lựa chọn một bộ bàn ghế làm sao cho nó hợp lý nhất các bác nhá. Video của em sẽ được kết thúc ở đây, và nếu hay thì anh chị em mình dành tặng cho em một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả trong các video lần sau. Xin chào.